Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của cửa hàng em Auto Vượng Phương nhé. Tiếp tục lại là chuyên mục giới thiệu các cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng lên sóng cho các bác. Chia sẻ một chút thì bên em thì chuyên mua bán các cái dòng xe ô tô cũ lướt đã qua sử dụng các bác nhé. Tại khu vực địa chỉ số 18 Thành Thái, Cầu Giấy, Dịch vọng Cầu Giấy, Hà Nội các bác ạ. Đó. Hôm nay là một chiếc xe mới Toyota Camry. Em lên sóng giới thiệu đến cho anh em nhé. Chiếc xe này của em là phiên bản 2.0e, sản xuất năm 2018, đã lên được cái form đèn bi đôi này anh em này. Đấy, form 2018 này, rất là đẹp anh em nhé, cực kỳ là ok luôn. Với ngoại thất màu đen, nội thất màu kem thì cực kỳ là sang trọng trên cái chiếc xe này rồi. Và cái tầm tiền ở thời điểm hiện tại để anh em có thể sở hữu chiếc Toyota Camry này thì cũng rất hợp lý luôn. Đó, chỉ hơn 600 triệu thôi. Đó, rất là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại nhé. Không có cái thời điểm nào tốt hơn thời điểm hiện tại để có thể sở hữu ô tô đâu anh em ạ. Đó, những cái chiếc xe chất lượng và giá cả của nó thì cũng cực kỳ là hợp lý luôn. Đây, về đây là phần phía hậu của xe này. Trên chiếc xe này của em thì nguyên bản 100% anh em nhé. Có cảm biến lùi đầy đủ. Cái option camera lùi kia là bác chủ bác cái lắp thêm thôi. Đó. Tuy nhiên là trên xe này không có camera lùi anh em nhé, chỉ có cảm biến lùi, toàn bộ xe zin nguyên bản hết anh em nhé. Đó, ok này. Tổng thể sơn xi bên ngoài còn khá là đều và đẹp luôn anh em ạ. Và không gian cốp của nó đây, quay sát cho anh em quan sát này. Rất là rộng nhá. Đấy. Rất là rộng rãi thoải mái nhá. Xe thì bên em vẫn chia sẻ rõ và cam kết với khách hàng đầy đủ, xe không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ pháp lý an ninh đảm bảo, không tranh chấp phạt nguội. Đó, nên là khách hàng hoàn toàn yên tâm, anh em mang đi chợ thuyền trích test này. Đó, hoàn toàn yên tâm về chất lượng như chiếc xe bên em bán ra nhé. Đây, quay cho anh em vào dụng cụ của chiếc xe, phần đồ nghề, dụng cụ của xe này. Đây, lốp sơ cua của nó đây. Đó, đầy đủ hết nhá. Đấy, sơ cua này, dụng cụ đồ nghề của nó này, đầy đủ này, không gian cốp quá rộng rãi luôn. Đó, cực kỳ ok nhá. Thân vỏ những chiếc Camry này thì rất là dày dặn, chắc chắn này. Đó, khả năng cách âm của cái dòng Camry thì quá là ok luôn rồi anh em ạ. Đấy. Và phần nội thất đi, em sẽ chia sẻ một chút với anh em về phần nội thất. Các cái chi tiết từ táp ly của nó bọc da hết này. Đó, bọc da này, rồi các cái chi tiết phần cánh cửa bản lề của nó này. Đó, vẫn còn rất là đẹp nhá. Đây. Không gian hàng ghế thứ hai thì với một chiếc xe phân khúc D thì không phải nói đến không gian hàng ghế thứ hai nữa rồi, rất rộng rãi luôn. Cực kỳ rộng, chất lượng ghế da đấy nhá. Tất nhiên là có hao mòn quá trình sử dụng thời gian rồi. Đó, tuy nhiên là chất vẫn còn rất là đẹp, cực kỳ nó ok luôn. Đấy, cửa gió điều hòa hàng ghế sau đầy đủ hết này. Ok luôn nhá. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này đi. Với cái máy 2.0 thì nó ăn đâu đấy trong cái đường đô thị khoảng 10 lít, trên 10 lít. Còn với đường hỗn hợp khoảng hơn 7 lít các anh nhá. Một cái mức tiêu thụ nhiên liệu khá là hợp lý luôn. Nội thất ở phía trước của xe này chủ yếu là quay cho các bác quan sát về cái chất lượng nội thất của xe thôi, chứ còn chia sẻ luôn trên dòng này thì được mỗi hai cái ghế điện hai bên này, ghế chỉnh điện, ghế da chỉnh điện hai bên này, vô lăng da này, nó vậy thôi anh em ạ. Chứ còn các cái option của nó thì cũng không có quá nhiều cái option để chia sẻ cho anh em đâu. Những khách hàng nào mà phù hợp với dòng xe này là những khách hàng yêu thích những dòng xe Toyota này, các chú các bác này sẽ cực kỳ yêu thích những cái chiếc xe như này nhá. Đó, rất ok luôn. Rồi thì bậc chống xước trong ngoài đầy đủ hết rồi này. Đó, bản lề này, theo chỉ máy số vẫn còn rất là đẹp nhá. Cực kỳ nó ok luôn. Đó, xe cộ thì không phải bàn nữa rồi. Cam kết rõ ràng với anh em về chất lượng. Đó, chất lượng cam kết cho anh em nguyên bản 100%. Đó, cực kỳ nó ok luôn. Chia sẻ với các bác một chút thì với những cái dòng xe của Toyota đấy, với những dòng xe của Toyota và đặc biệt là dòng Toyota Camry này thì các bác đã lắm quá là rõ về các thông tin của nó rồi. Về chất lượng xe, về sự bền bỉ hoạt động của nó thì chắc chắn là em không phải nói quá nhiều nữa rồi, đúng không các bác? Đó, và các bác nhanh tay muốn sở hữu chiếc xe này thì có thể bốc máy lên và liên lạc ngay với em Trường nhé, qua số hotline em để trên kênh để xin mời các bác qua xem xe trải nghiệm lái thử em Trường hỗ trợ các bác. Đó, và cuối cùng thì cho sẽ em xin gửi lời chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.